Hello, chào tất mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có đi qua Lai Hiên. Lai Hiên là một xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nước Việt Nam, nằm ở vùng Đông Bắc Bộ. Có diện tích 39,19 km² với dân số năm 1999 tổng cộng 7.507 người. Với mật độ 192 người trên km². Xã có máy chính là 05740. Về địa lý, xã Lai Hiên nằm ở phía tây huyện Võ Nhai, có tuyến quốc lộ 1B chạy qua và có vị trí địa lý như sau: phía nam giáp xã Văn Hán, Khe Mo thuộc huyện Đồng Hỷ; phía tây giáp các xã Quang Sơn, Tân Long thuộc huyện Đồng Hỷ; phía bắc giáp xã Thần Sa; phía đông giáp các xã Cúc Đường và Lâu Thượng. Về lịch sử, sau năm 1975, Lai Hiên là một xã thuộc huyện Võ Nhai. Đến năm 2018, xã Lai Hiên được chia thành 16 xóm: Trúc Mai, Làng Lai, Hiên Bình, Phố, Cây Bồng, Cây Thị, Làng Giai, La Đồng, Xuân Hòa, Đồng Đình, Hiên Minh, Hang Hòn, Làng Kèn, Khuân Vạc, Đồng Rong, Khuân Ngục. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, đổi tên xóm Khuân Vạc thành xóm Khuân Vạc. Về hành chính, xã Lai Hiên được chia thành 16 xóm: Cây Bồng, Cây Thị, Đồng Rong, Đồng Đình, Hang Hòn, Hiên Bình, Hiên Minh, Khuân Vạc, La Đồng, Làng Giai, Làng Kèn, Làng Lai, Phố, Trúc Mai, Xuân Hòa, Khuân Ngục. Về kinh tế, Lai Hiên có tài nguyên phốt pho với trữ lượng 600.000 tấn. Trên địa bàn xã có nhà máy xi măng Lai Hiên được xây dựng từ thập niên năm 1990 và hiện có khả năng sản xuất trên 1 triệu tấn xi măng trên mỗi năm. Từ năm 2001, cây na bắt đầu được trồng tại hai xóm La Đồng và Hiên Bình. Quả na trồng tại xã được người tiêu dùng đánh giá với nhiều loại ngon, có loại vỏ mỏng, ít hạt, thịt dày, vị ngọt đậm, mùi thơm, có vỏ dày nhưng trọng lượng quả lớn. Ngoài ra, xã Lai Hiên cũng có diện tích trồng chè, ngô, thuốc lá.